Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em, quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuyên Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì tiếp tục em lên cho các bác xem thêm một con cưa Sittin 024 các bác nhé. Một con cưa Sittin chuẩn Made in Germany này, hàng chuẩn bãi Đức các bác nhé. Đó, tình trạng máy móc thì đẹp. Có mỗi phần vỏ thì bị vỡ một tí ở đây thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả. Còn toàn bộ máy móc tổng thể quá là ok các bác nhá. Đó, không có, nói chung là dòng bãi thì đôi khi bị nứt như thế này là còn quá nhẹ đúng không ạ? Còn nhiều tình trạng những dòng máy móc thì có thể bị hỏng hóc rất là nhiều, bể biếc rất là nhiều, nhưng mà quan trọng là nội thất đẹp là ok các bác nhá. Đó, con này thì cũng tình trạng máy móc vẫn còn đẹp luôn các bác nhá. Đó, con này thì đời cao này, có xả áp ở đây. Có xả áp nhá. Máy móc bao ri nguyên bản cho các bác. Đó. Ôi. Đó, đây. Để đặt lên đây cho các bác dễ nhìn qua. Đó. Thắng xích thì đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó. Thắng xích đầy đủ này. Máy móc sáng nguyên. Những phần mủ, phần nhựa của nó thì còn sáng nguyên các bác nhá. Chưa hề có phần ố gì cả. Bình xăng của nó đây các bác. Bình xăng đẹp luôn các bác nhá. À, đặt lại trên ghế cho nó dễ nhìn đi nhá. Đó. Bình xăng của nó này nhá. Máy móc em đảm bảo cho các bác là zin nguyên bản, ok luôn. Đó. Tay nắm của nó đều zin nhá. Máy móc đẹp này, số series của nó đây các bác nhá. Đây em đọc số series là 137064264. Đó. Đó là số series của máy. Nòng miếc còn đẹp sáng nguyên này các bác. Đó. Xài 2 ốc lam nhá. Con này thì đời cao, xài 2 ốc lam này. Đó. Có xả áp luôn. Máy cưa Sittin 024. Đó. Và hiện tại thì con này thì em bán, em nhập về lô này thì con này thì cũng là đầu không có lam xích các bác nhá. Chỉ có một đầu máy không thôi. Các bác nào muốn lên lam xích thì em sẽ lên cho các bác lam xích mới các bác nhá. Đó, lên lam 5 tấc xích mới cho các bác. Và hiện tại thì con này thì em bán với giá là 5.800.000. Giá đã bao gồm phí ship và được tại cảng Phú Kiên. 5.800.000 là cả lam xích các bác nhá. Các bác nào không lấy lam xích, lấy mỗi đầu máy không thì em để giá cho các bác là 5.400.000. Đó. Một con máy cực kỳ đẹp đúng không ạ? Dòng máy cưa Nhật bãi, bên em thì chỉ bán những dòng máy hàng tuyển chất lượng. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Giá 5.400.000 cho một con đầu máy không như thế này. Còn các bác nào lấy lam xích là lam xích mới, lam mới xích mới là giá 5.800.000. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhé. Đó. 5.400.000 là đầu máy không. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Đó, số điện thoại thì em đã để trên màn hình của các bác này nhá. Các bác cần tham khảo thêm thì có thể liên hệ trực tiếp của em. Rồi, và bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Dạ rồi, thì bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua này. Em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ ngon lành để các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể liên hệ qua em. Rồi em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở video sau.